Xin chào anh em, thì hôm nay lại hướng dẫn anh em cái phần mềm Camera này, thì cái cách tua nhanh tua chậm như nào trong Camtasia để anh em có thể ứng dụng nó để làm video, anh em có thể tua nhanh hơn hoặc là tua chậm hơn những đoạn video mà mình mong muốn. Thì ở đây rất là đơn giản thôi, thì nó cũng giống như photo Adobe Premiere Pro thôi. Thì anh em chia video ra, giả dụ chia thì mình lấy ví dụ nhá. Giả dụ cái video này chẳng hạn. Thì anh chọn được, anh em chọn được video này. Đã xong đặt cái phần con trỏ ở đây. Thì anh em sẽ kích vào. Đấy thì nó sẽ tự chia. Anh em thấy chưa? Thì cái này, cái xanh xanh này để xanh xanh đỏ đỏ này thì anh em có thể đoạn này, ví dụ như đoạn này anh em không cần thì anh em có thể cắt nó đi, thì kéo cái phần điểm xanh xanh này nhá, thì anh em cắt nó đi thì nó sẽ mất. Đấy. Cái thứ hai nữa là bây giờ anh em muốn lồng nhạc chẳng hạn thì anh em gấp nhạc anh em bỏ vào thôi. Thì cái trong cái phần này thì anh em điều chỉnh tốc độ nhá. Thì anh em sau khi anh em cắt được rồi ấy, thì anh em ở đây là tốc độ nó đang là 1x, anh em có thể tăng lên 2 hoặc 3. Sử dụng mình tăng lên 3 nhé, thì anh em sẽ thấy nó gắn lại đấy. Thì bây giờ anh em test thử nhé. Ở đây do mình kéo đây mình chưa sử dụng thì anh em, một anh em xóa đi cân lại, hai đây nếu anh em không xóa đi ấy, thì anh em đít select ở đây thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Rồi. Đấy. Rồi. Đấy là cách sử dụng Camtasia để mà tăng giảm. Anh em mà muốn giảm ấy thì anh em lại giảm đi thôi. Nói chung là ở mấy cái thông số này thôi. Đấy, anh em cứ chỉnh sao cho anh em thấy thích là À, thường thường là tua nhanh thôi. Đấy, vì đây là cái thời gian để mà tua này nó là 1 phút và 14 giây, không là 8. Cái tốc độ giảm đi 0.5. Đó. Đấy thì nếu như anh em đặt ở đây là 0.5 thì nó sẽ chậm hơn. Sang nhiêu? Đấy, hoặc 0.2 đi thì anh em sẽ thấy nó sẽ giảm hơn nữa. Đấy, đấy là mình đã chỉ anh em cái cách mà tua nhanh tua chậm nó chỉ có vậy thôi. Anh em nhớ thấy nó hữu ích thì nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Chào anh em.